Sunny Đoàn thân ái mến chào anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại anh chị trên kênh Sunny Đoàn. Bây giờ thì khoảng 7 giờ 30 phút ngày 8 tháng 8 2023. Khi mà đứng đây đó thì Sunny nhớ lại những chuyến xe đò đưa Sunny Đoàn từ Vũng Tàu lên Sài Gòn đi học. Và trước mặt anh chị đó là một cái building, đây là một vị trí của bến xe Văn Thánh. Rồi, bây giờ thì không biết là ngày xưa anh chị có bao giờ mà đi bến xe Văn Thánh. Khi đi bến xe Văn Thánh thì lúc đó, ngày xưa đó anh chị đâu có taxi đâu. Nó chỉ có là những xích lô đạp, xe đa ôm, xích lô máy để đưa chúng ta về những nơi, ví dụ như chợ Bà Chiểu, chợ Cây Quéo, hoặc là ra chợ Thị Nghè, hoặc là về trung tâm Sài Gòn. Thì Sunny hôm nay đóng vai một phần xe đa ôm để chở anh chị từ bến xe Văn Thánh để chúng ta về chợ Bà Chiểu, coi buổi tối đường phố trên con đường Bạch Đằng nó như thế nào anh chị ha. Một hình ảnh rất là khác so với ngày xưa. Sunny hồi xưa là Sunny toàn là đi xe lô, một cái chiếc xe sơn màu xanh, hoặc là những chiếc xe đò. Bây giờ thì không còn bến xe, nó trở thành một cái building rồi anh chị. Rồi bây giờ thì xin đi mời anh chị chúng ta cùng về ngã tư Hàng Xanh nha anh chị ha. Con đường, anh chị thấy con đường xa lộ Biên Hòa, nay là Điện Biên Phủ anh chị. Rộng anh chị, mở rộng lắm. Ngay chỗ ngã tư Hàng Xanh thì nó có một cái cầu vượt. Bến xe ngày ấy bây giờ nó trở thành cái chung cư văn phòng cho thuê rồi anh chị. Đó, ngay cái góc đường đi vô bến xe, nhớ những chiếc xe Hải Âu, những chiếc xe Corosa đi Đà Lạt. Rồi, bây giờ thì mời anh chị lên xe nha. Sunny chở anh chị miễn phí để về chợ Bà Chiểu. Rồi xuống chợ Bà Chiểu rồi anh chị tự đón xe để về nhà anh chị ha. Qua cầu Văn Thánh. Kỷ niệm chứ. Cứ ngày xưa là đi học về xong rồi ra bến xe Văn Thánh đón xe để về Vũng Tàu, hoặc là đón xe đò ngược lại từ Vũng Tàu lên Sài Gòn cũng qua bến xe Văn Thánh. Lúc đó thì ít đi bến xe miền Đông cầu Bình Triệu lắm anh chị. Bây giờ khu vực này nó thay đổi nhiều lắm. Bên phải nè, nó trở thành một cái khu ăn uống, khu xóm trọ của sinh viên. Trời mới mưa xong, Tinh Y chú mưa và tiếp tục chở chị. Làm xe đeo ôm thì thật sự mà nói vất vả lắm. Nhưng mà thôi, hôm nay thì vui vui thì chở anh chị miễn phí anh chị ha. Đó, trên đường đường thì rất là rộng anh chị. Anh chị thấy con đường. Và anh chị để ý mé bên trái là có một cái cầu vượt. Ngày xưa không có cầu vượt thì ưa kẹt xe lắm. Bây giờ có cầu vượt rồi. Đối với những hình ảnh xưa cũ đó, khi mà đi tới đây thì nó có những con lương để phân định tuyến đường để chúng ta đi. Và cái khu vực này giống như là cái khu ngoại ô của Sài Gòn. Nhưng mà bây giờ thì hoàn toàn khác rồi. Đó, cái cầu vượt anh chị thấy không? Nếu mà chúng ta lên cầu, hướng lên cầu đi thẳng là ra cầu Điện Biên Phủ Phan Thanh Giản. Nhưng mà Sunny tới đây thì Sunny quẹo phải anh chị ha. Người ta gọi cái ngã tư này thường thường là người ta gọi là ngã tư Hàng Xanh. Nếu đúng ra đó
là ngã tư Hàng Xanh, nó giao cắt cuối con đường Bạch Đằng, nó trở thành ngày xưa là ngã ba Hàng Xanh chứ đâu phải là ngã tư này, nếu mà chính xác là vậy. Nhưng mà thôi, cứ theo mọi người gọi thì mình cứ gọi để cho dễ hình dung. Ví dụ như ê, tao ra ngã tư Hàng Xanh tao đợi nha, chứ bây giờ mình đổi ngã ba Hàng Xanh thì không ai hiểu anh chị. Nếu mà chúng ta đi thẳng là cầu Bình Triệu, bến xe Miền Đông và về Thanh Đa, Sunny sẽ rẽ trái để chúng ta đi con đường Bạch Đằng để về Phan Đăng Lưu, Chi Lăng. Nơi đó Lăng Ông Bà Chiểu, có chợ Bà Chiểu. Đây là giờ người ta đi làm về nên đường phố thì nó cũng rất là đông. Dày thì đỡ anh chị, có nhiều khi kẹt xe nữa, kẹt cứng luôn đó. Đây, đây là ngã ba Hàng Xanh nè anh chị. Đó, rồi chiếc xe Honda Ôm của chúng ta đã bắt đầu chạy về chợ Bà Chiểu anh chị ha. Để Sunny đứng vào lề để coi cái hình ảnh coi nó rõ ràng hay không. Thì đối với con đường này đó thì bán giường, tủ, bàn, ghế thì cũng nhiều lắm. Khi mà quay như thế này mình phải chăm chút hình ảnh, phải cho nó rõ. Chứ mờ mờ thì nó rất là khó chịu. Rồi, Sunny cứ chạy rề rề để chia sẻ với anh chị những hình ảnh phố xá, con đường Bạch Đằng rất là thân quen của vùng đất gia đình. Bạch Đằng, Chi Lăng, Hồ Bơi Chi Lăng, chợ Cây Quéo, Hoàng Hoa Thám, Ngô Tùng Châu. Ngô Tùng Châu nay là Nguyễn Văn Đậu anh chị ha. Băng qua con đường Đinh Bộ Lĩnh, con đường Đinh Diên Hoàng ngay chỗ Lăng Ông Bà Chiểu cách đây khoảng là 4 năm thì đổi là như xưa là con đường Lê Văn Duyệt anh chị. Nhà thờ Hàng Xanh. Rồi bên phải thì chúng ta có những con hẻm để đi vào một xóm lò heo cũ. Rồi cũng những con hẻm đó, chúng ta cũng ra, có thể ra con đường cái khu gọi là khu Đồng Ông Cổ. Giờ Đồng Ông Cổ cũng thay đổi nhiều rồi, ngày xưa là một mảnh đất hoang vu, ao hồ đồng ruộng, bây giờ thì thay đổi nhiều lắm. Buổi tối thì Sunny không có đi vào trong hẻm, đôi khi trong hẻm mình đi vào hẻm cục chùa Long Vân đó. Chùa Long Vân đó thì có con hẻm để mình băng qua Đồng Ông Cổ, con đường Bùi Đình Túy. Con đường này là con đường mà Sunny biết đến Sài Gòn đầu tiên khi mà đặt chân xuống bến xe Văn Thánh. Thế là có một chiếc xích lô máy chở Sunny. Đối với con đường này thì cái việc mà cho thuê mặt bằng người ta đóng cửa thì nó cũng diễn ra. Nói chung là con đường nào cũng diễn ra.
nhưng mà mật độ dày đặc thì nó không có giống như ở trung tâm. Có thể là trung tâm thì cái giá thuê nó cao quá. Thì mé bên trái thì có những cái xóm rạch cầu bông, thì đó là những cái nhà sàn men theo cái rạch, rồi nó đi phủ khắp con đường cái xóm. Đây mình băng qua rạch cầu bông đây. Một con rạch bị ô nhiễm nặng, rất là nặng nề. Đây bên phải thì chúng ta quẹo vào xóm lò heo cũ. Mé bên trái là Cao Đồng Hưng, một cái rạp hát thì rất là nổi tiếng của anh chị ở Bà Chiểu, Lăng Ông Bà Chiểu, mà Sunny gọi đùa là Cạo Đầu Heo. Anh chị cái rạp hát ngày xưa đây. Một thời gian á thì trước cái dịch cúm thì nó là một cái nhà sách, nhưng mà kể từ dịch cúm đến giờ nó trở thành một cái nhà kho, nhà hoang, không có kinh doanh buôn bán gì hết. Rồi, mời anh chị đi nha. Đối với cái chung cư này thì Sunny có một anh khán giả rất là thân quen. Mấy bữa có về gặp anh một lần, nhưng mà bận quá thì đi cứ đi lên Sài Gòn, đi xuống Sài Gòn, Vũng Tàu Sài Gòn, Sài Gòn Vũng Tàu liên tục, cũng không gặp được một lần. Rồi Sunny sẽ đi thẳng lên, rồi chúng ta đi con đường Lê Văn Duyệt, từ đó thì Sunny quẹo vào con đường Vũ Tùng, Châu Văn Tiếp đó anh chị, để vào chợ. Chợ ngày hôm nay thì chợ nào nó cũng giống chợ nào, nó vắng vẻ, nó không giống như ngày xưa.
ngày xưa cứ bất cứ đi mua cái gì cũng phải ra chợ. Và cái nét rất là vui, mỗi lần dịp Tết những cái chợ, ngày chợ đêm thì nó không còn nữa. Bây giờ kinh tế thì khó khăn nên ngày nào cũng là chợ đêm. Chỉ cần vô siêu thị là coi như là có rồi anh chị. Đó, trường mỹ thuật phía trước mặt anh chị. Đây là con đường Lê Văn Duyệt đây. Đi thẳng là con đường này thì anh chị cũng biết là trường nữ sinh Lê Văn Duyệt. Nay đổi tên là trường Võ Thị Sáu. Và chúng ta có một cây cầu bông để bắc qua vùng đất Tân Định. Rồi, mình vào trái để vào chợ anh chị ha. Chia sẻ với anh chị chợ buổi tối nó như thế nào. Đây, con đường Vũ Tùng, Châu Văn Tiếp ngày xưa, nó có hai đoạn. Qua con đường Bùi Hữu Nghĩa thì nó là Phan Đình Phùng. Khu vực Lăng Ông thì buổi tối đóng cửa rồi anh chị. Lăng Ông thì buổi tối đóng cửa rồi. Bà con thì cũng buôn bán cho những người mà người ta đi làm về đó, người ta mua. Nói chung là một số người thì cũng vì mưu sinh, thế là họ cũng ngủ ở ngoài chợ luôn, tối phủ rồi đại cái mền rồi ngủ thôi. Cuộc sống thì không phải là bươn chải kiếm sống kiếm tiền, nó khó khăn anh chị. Những chiếc xe chở đi khắp nơi anh chị. Chia sẻ với anh chị cảnh đó, anh chú không biết ông bán cái gì mà bán bánh. Đây là bán ốc, xa xa là bán rau, nó cũng ngồi đó thôi, bán cũng vắng lắm. Giờ cái chợ thì anh chị cũng biết cái chợ ngày hôm nay á, công nhân thì người lao động thì không có tiền giống như ngày xưa nữa, công ăn việc làm nó khó kiếm. Bán nhà, bán nhãn, bán bơm. Bán rau, cải. Bán cháo, bán canh, heo. Còn bên đây nè, nguyên một cái. Ngồi buồn không chị ha? Ngồi ông chủ ngồi thấy buồn không? Sunny cũng muốn ngừng lại để tập trung. Tập trung cái hình ảnh để anh chị nhìn thấy rõ ràng. Đây là một cái quầy rau, bên kia là quầy thịt. Đó. Một buổi chờ buồn. Bên kia là bán thức ăn. Rồi bán rau vào một buổi chiều.
Sunny mời anh chị đi tiếp nha. Lâu lâu thì Sunny ngừng lại để chia sẻ với anh chị, để anh chị tập trung nhìn ngó, chứ mà đi phớt qua thì anh chị thấy cũng biết rồi. Cá tạc lạc bán mực, hình như là bán hủ tiếu, bán thức ăn mà chế biến sẵn có vẻ dễ hơn chị, dễ buôn bán hơn. Rồi chúng ta đi con đường Bùi Hữu Nghĩa. Đây là cái góc ngã tư. Đây cái lồng chờ là anh chị. Lồng chờ thì thật sự mà nói buổi tối người ta cũng đóng cửa rồi. Đó, mấy thế là bác coi như là bán suốt đêm đó. Lồng chờ. Nhìn hình ảnh buồn anh chị ha. Rồi giờ mình đi tiếp nha anh chị ha. Đi thẳng là con đường Phan Đình Phùng và đi con đường Bùi Hữu Nghĩa. Thì đối với con đường này là một chiều anh chị, hướng từ cầu sắt Bùi Hữu Nghĩa đi về đây là một chiều. Có một số người ta đi là sai đó. Một số người ta buôn bán quần áo như thế này làm sao mà bán được anh chị, 50.000, 70.000 dép men mà chợ thì thổi anh chị nó chứ. Giờ buôn bán quần áo chán lắm. Tao nguyên một cái dãy buôn bán quần áo nè. Bán ế lắm, không có ai mua. Nó không cần thiết nữa. Giờ chỉ là lo mua thức ăn, thức uống thôi. Đầu chợ thì thường thường bán quần áo nhiều. Rồi xin đây đi nha. Một số người ta bán giày dép nè, dọc đường vậy. Hỏi anh chị chứ bây giờ ở nhà thì sao giờ? Thôi cứ dọn ra buổi tối, dọn ra buôn bán thôi. Bán nơ, bán kẹp. Đi thẳng là Lê Quang Định anh chị, bên phải là Bạch Đằng về Hàng Xanh, bên trái là về với ngã tư Phú Nhuận. Vô cái lồng chờ nha anh chị ha.
ban ngày những cái sạp người ta buôn bán, một số sạp người ta cũng phụ là dọn rồi. Đây là hình ảnh buổi tối, một số người ta vẫn buôn bán trái cây. Ta cứ bán ngủ lại. Còn bên trong lòng chợ thì bây giờ thì đóng cửa hết rồi. Vẫn cầu bơm nho. Nói chứ khổ chứ bây giờ muốn mà thay đổi công ăn việc làm thì bây giờ cũng đâu biết làm gì anh chị. Người ta có cái sạp đã buôn bán từ ngày xưa đến giờ mà. Đi ra phía sau. À, mình quẹo về nhà thờ Thánh Mẫu anh chị, bây giờ có cái tên là nhà thờ Gia Định. Còn đối với Bùi Hữu Nghĩa thì khúc cái hướng này là 2 chiều. Ngay chỗ nhà thờ Thánh Mẫu thì cô chú anh chị thì cũng có rất là nhiều kỷ niệm khi mà ngày xưa học ở đây. Con đường Bùi Hữu Nghĩa dẫn chúng ta về cầu sắt Bùi Hữu Nghĩa. Buổi tối thì cổng nhà thờ đóng rồi, mà Sunny chỉ biết đứng ở đây để chia sẻ với chị những hình ảnh nhà thờ. Hồi nãy trời mới mưa xong, chắc tối nay mưa quá, mây quá trời mây, mây mù. Rồi, Sunny lại tiếp tục chúng ta đi qua cầu Bùi Hữu Nghĩa ngày hôm nay như thế nào. Và tới cầu Bùi Hữu Nghĩa thì Sunny cũng tạm kết thúc các clip. Đối với những anh chị có kỷ niệm ngày xưa mà đi con đường Bùi Hữu Nghĩa này, nó giống như chợ Tân Thành vậy đó, bán phụ tùng xe gắn máy. Và cái trong cái thời gian thì cái hàng phụ tùng nó mắc quá đó, thì có một số người ta mua đồ Trung Quốc mà ta luộc hàng Nhật, hàng Thái, xe gắn máy đó anh chị. Từ đó nó có một cái từ là luộc không. Rồi. Mé bên trái của anh chị đó thì nhà trước thì kiên cố lắm, nhưng mà phía sau là cái dãy nhà sàn ngay chỗ rạch cầu bông anh chị. Hôm nào buổi tối thì Sunny sẽ mang theo cái xóm nhà sàn rạch cầu bông nha anh chị ha, và chia sẻ với anh chị cuộc sống nó như thế nào đó. Hồi xưa Sunny mà đi ngang đây nè, mấy anh ra quân luộc không, mới đầu thì đâu biết luộc cái gì, hèn chi về hỏi anh bạn nó ở Sài Gòn nó biết. Luộc nó nói mày coi như là bán phụ tùng không á. Theo thói quen là mình nói là cầu sắt Bùi Hữu Nghĩa, nhưng mà bây giờ nó trở thành cầu bê tông rồi anh chị ha.
thôi. Sunny rất là vui thực hiện các clip này để chia sẻ với anh chị cuộc sống hàng ngày thông qua những cái giờ tan sở làm, để chúng ta nhìn thấy con đường Bạch Đằng, rồi ngã ba Hàng Xanh, chợ Bà Chiểu và những con đường thân quen của gia đình tại khu vực Lăng Ông Bà Chiểu. Và anh chị cũng tự cảm nhận thấy ha, thông qua buôn bán như thế nào. Và Tinh Y cũng kính chúc cô chú anh chị luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống. Và chúng ta lăn bánh lên cầu Bùi Hữu Nghĩa. Thân ái mến chào, hẹn gặp lại trong những video clip sau. Bye bye, hẹn gặp lại.